What's up? Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với Box. Hôm nay mình sẽ cùng mở hộp và cho review cho các bạn xem một cái hộp rất là đặc biệt đến từ mình đã mua từ trên Shopee. Thì đây chính là cái điện thoại với giá là 3.990.000 lẻ 500 đồng, phí ship là của nó 500 đồng á. Và cái đơn hàng này là chiếc điện thoại Asus Zenfone. Nó cũng mới mở flash sale ở bên Shopee ngày hôm qua thì mình đã mua con này. Thì cái giá của nó rất là ngon, chưa đến 4 triệu nữa. Và cái này nếu mà mua giá chính xác của nó thì hiện tại giá mà không có flash sale là khoảng tầm 4,5 triệu, thì mình đã tiết kiệm được khoảng 500 ngàn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp xem thử trong chiếc hộp và chiếc Zenfone này nó sẽ như thế nào. Thì đây là chiếc Zenfone mới nhất, mới ra, của chuyên về game, của thằng Asus. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một con dao ở đây. Shopee thì đợt này đóng gói cũng khá là kỹ càng. Nó có cả hộp bên ngoài luôn. Cái này là của bên Shopee Mall. Wow. Ở trong thì chúng ta sẽ có cái hộp điện thoại ở giữa, có lót mút ở xung quanh, rất khá là nhiều mút, không còn gì cả. Thì cái này có vẻ là đóng gói rất là kỹ cho nên đảm bảo cho các bạn đi là không có bị bong chóc, chống sốc luôn. Rất là nhiều. Nhiều cái mút để bày lung tung quá. Đây chính là cái hộp sản phẩm Asus Zenfone mới nhất, Zenfone Max Pro M1. Đó là tên đầy đủ của thằng Zenfone này. Chúng ta sẽ nhìn xung quanh xem thử nhé. Thì ở đây nó thiết kế là gồm có hai mảng màu chính, đó là màu xanh và màu bạc. Đó, và có những cái đường cắt khá là nam tính. Ở đằng sau hộp thì chúng ta sẽ thấy có một số các cái thông tin như sau. Đây, mình sẽ cho các bạn xem các cái thông tin thông số của chiếc Zenfone này. Của mình đang hiện tại là bản Black, tức là màu đen, có hỗ trợ 2 SIM. Đó. Tần số cái chip, con chip của nó sẽ là chip 636. Đó, một con chip cũng khá là mạnh. Với RAM 3GB, 32GB bộ nhớ trong, 6 inch, màn hình 6 inch. Đó, camera kép này, 2 camera trước và 1 camera sau. Đấy, rất là nhiều, cộng với lại loa âm thanh boomer. Đấy. Đó là những cái thông tin mà nó sẽ ghi ở mặt sau, ngoài ra còn có khá là nhiều các cái chi tiết khác nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng bóc chinh em đấy luôn. Đầu tiên mình được bóc chinh một em điện thoại mà đặt mua qua internet như thế này. Cảm giác rất là hồi hộp. Úi chà. Wow. Thề lắm các bạn ơi. Út vỏ. Cách đóng hộp của con này thì cũng khá là đơn giản thôi. Nó là thuộc dạng đóng hộp cái ụp lại như này. À không phải. Cái này là đóng hộp kiểu tuốt từ trên xuống dưới. Đó. Tuốt dọc ra. Rồi, ở trong thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ đó là We Love Photo. Để cái lớp này sẽ là bao gồm cái gì đây? Để xem nha. Ở trong cái này thì chúng ta sẽ tặng kèm một cái lớp bao cao su nữa để bảo vệ máy. Đó, và cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Cái này chắc cũng không bao giờ ai đọc rồi. Ở đây nó còn có một cái que chọc sim khá là cute. Mình mở cái que chọc sim ra cho các bạn coi chính xác. Đây. Rất là nhỏ nhắn mà khá là cute luôn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ sang cái này sang một bên. Rồi, ở mặt dưới thì chúng ta sẽ có chiếc điện thoại Asus Zenfone màu đen được bọc ở đây. Để xem trong hộp còn gì không. Trong hộp chúng ta vẫn có một cái cáp sạc và một cái đắp sạc nữa, không còn gì cả. Rồi, ở trong hộp chúng ta sẽ không còn gì hết. Rồi, vậy là đây là toàn bộ cái sản phẩm trong hộp của Asus Zenfone. Thì cái Zenfone này đã được bọc một cái lớp bì bóng như thế này. Mình mở ra, dán rất là kỹ. Đó. Thấy quá đẹp luôn. Rồi, con cái này nó sẽ dùng chuẩn micro USB các bạn ạ, không phải là chuẩn Type C, cũng như là cái cục sạc của nó là cục sạc thường thôi, không phải quýt chặt. Mình sẽ bỏ sang một bên. Đây, chúng ta sẽ vào cái vấn đề chính, đó chính là chiếc Asus Zenfone. Đó, lần đầu tiên mình nhìn cầm vào thì có cảm giác rất là mướt tay. cái độ cong của nó rất là vừa phải cho mình cầm, nó cảm giác không hề có bị cấn chút nào đó, cái cảm giác cầm rất là vừa và đầm tay. Và cái phiên bản màu của mình đang cầm lên đây, đây là phiên bản màu xanh đen, tức là nó sẽ màu xanh nhưng mà xanh đậm, màu xanh đậm một chút đó. Các bạn khi các bạn nghiêng thì các bạn thể nhìn thấy cái màu xanh của nó ở ngoài ánh sáng. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có cái cảm biến vân tay nằm ở giữa đây, logo Asus. Ở đây chúng ta sẽ thấy có cái camera kép, hai camera nằm ở trên cùng một đặt dọc như thế này. Đây là một kiểu xu thế mới. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ thấy phía dưới này có một cái là cái tem dán, và ở đây nó sẽ có các cái thông tin cũng như số IMEI. Để như này khá là xấu, có lẽ là mình sẽ lột ra nếu như mà lột được đó. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là camera trước này và mic thoại nằm ở phía trên. Về cạnh bên thì chúng ta sẽ có là cái khe đựng sim, cũng như là bên tay phải thì sẽ là nút nguồn cũng như là tăng giảm âm lượng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng khởi động máy lên cho các bạn coi nha. Con này thì nghe nói là được sử dụng là Android One, tức là cái giao diện thuần Google, thì nó sẽ được update cập nhật thường xuyên hơn và cũng như là bớt những cái ứng dụng rác, không dùng Gen UI như những cái con phiên bản trước nữa. Các bạn có thể nhìn thấy cái logo Zenfone đây. Ok, thì sau khi đã khởi động máy lên thì chúng ta vào trong cái giao diện chính. Giao diện của nó khá là đơn giản vì nó là thuộc giao diện thuần Google mà. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ màn hình đó là 18:9, là tỷ lệ rất là thời thượng. Đó, tỷ lệ này thì cho chúng ta sẽ có cảm giác nhìn nó sẽ rộng hơn. Và chúng ta sẽ thấy là cái cạnh viền của con Asus Zenfone này được làm khá là mỏng, đồng thời là hai bên mép cũng sẽ được làm cong 2,5D cho cảm giác vuốt rất là sướng. Bốn góc của cái màn hình này sẽ được bo tròn nha các bạn, bo tròn chứ không có làm vuông góc, nhìn khá là mượt mà. Đồng thời là phía bên trên và phía bên dưới của chiếc điện thoại này thì nó cũng sẽ được làm mỏng hơn một chút so với những chiếc điện thoại tiền nhiệm trước đó. Về độ sáng của cái con điện thoại này thì phải nói là rất là sáng, vì cái độ sáng của nó lên tới hơn 400 nit, đủ để cho các bạn có thể thao tác ở ngoài trời. Khi mình tăng max độ sáng lên thì các bạn có thể thấy là camera của mình đã phải giảm độ sáng của này xung quanh xuống rất là nhiều thì mới quay được cái màn hình rất là sáng. Và ngoài ra thì cái pin của con này lên tới 5000 mAh, đủ cho các bạn chiến game liên tục khoảng tầm 8 đến 10 tiếng rất là thoải mái. Chưa kể đó là nếu như mình không chiến game liên tục mà mình lướt web wifi thì chắc phải hết cả ngày cũng không hết được đó. Ngoài ra thì chiếc camera của nó sẽ là camera kép, cho nên là các bạn có thể chụp hình xáo phông được, chụp hình nó không rất là đẹp. Và chiếc điện thoại này nó còn hỗ trợ lên 2 sim và một thẻ nhớ nữa, cho nên các bạn có thể yên tâm. Các bạn có thể yên tâm sử dụng luôn, tại vì nó 2 sim thì mình có thể dùng một sim 4G và một sim để nghe gọi. Ngoài ra thì mình có thể hỗ trợ mình mở rộng cái bộ nhớ trong của chiếc điện thoại này lên tới 2 TB, tức là khoảng tầm 2000 GB, nhưng mà thực ra thì mình chỉ cần khoảng tầm 32 GB để hỗ trợ là ok rồi đó. Về còn cái thử trải nghiệm thời gian sử dụng thì cái này mình chưa có thời gian trải nghiệm, mình chỉ trên tay sơ qua về bên ngoài cũng như là một số cái tính năng đặc biệt của chiếc điện thoại này thôi. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ làm thêm một cái clip để review chi tiết hơn về cái thời gian sử dụng của con điện thoại này. Nói chung với tầm giá khoảng tầm 4 triệu thì các bạn không thể đòi hỏi gì thêm, mà cái này gọi là quá ngon rồi, với con chip 636, pin 5000 mAh, camera kép, quá tuyệt vời, chỉ với giá 4 triệu mà thôi. Nói là không thể nào có đối thủ nào khó có thể cạnh tranh lại được với thằng Asus Zenfone này, chuyên phá giá thị trường. Về riêng cái con chip thì mình cũng thấy đánh giá cao con chip này, thì con chip này có hiệu năng cũng khá là ngon, có thể chiến được hầu hết tất cả các mọi game hiện tại, nhưng mà cũng không phải là những cái game mà có độ họa cao quá thì cũng sẽ có hiện tượng giật lag, nhưng mà đều rất là ngon rồi trong cái tầm giá như thế này. Ở đây là cái mở hộp và đánh giá trên tay nhanh con Asus Zenfone Pro Max M1 mà mình mới mua trên Shopee với giá là 4 triệu đồng. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và share cho mình video này nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.